Đây là nghỉ dưỡng giữa Bali. Và đây chính là nghỉ dưỡng giữa Bali. Và tất cả các anh chị hình dung ra điểm khác biệt khi chúng ta nghỉ dưỡng giữa Bali và các khu nghỉ dưỡng khác là gì? Là chúng ta nghỉ dưỡng giữa gì ạ? Chúng ta nghỉ dưỡng giữa gì ạ? Giữa thiên nhiên. Chúng ta là những khu resort nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Và Heaven Park cũng vậy. Heaven Park của chúng ta cũng là giá trị cốt lõi của chúng ta là công trình giữa thiên nhiên, tiện ích giữa thiên nhiên. Và không gian của chúng ta là không gian giữa thiên nhiên. Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà Diệp đi Diệp nói đó là Heaven Park là một Bali thu nhỏ giữa lòng Eco Park. Heaven Park là một Bali thu nhỏ giữa lòng Eco Park. Diệp nói thiệt một cái, không phải là mình tự tin, nhưng mà mình gửi cho khách hàng những tấm hình như thế này, những không gian như thế này. Thì đúng một câu thôi, khách hàng nhìn cái này đẹp đến chết nhất đi. Đẹp đến chết nhất đi. Tại Hà Nội, tại Việt Nam, có một khu cao tầng nào mà có không gian xung quanh như thế này không? Chỉ một mình Heaven Park mới có một không gian như nghỉ dưỡng giữa Bali như thế này. Như nghỉ dưỡng giữa Bali như thế này. Sáng nay khi mà quyết định mua một căn Heaven Park, biết Diệp đã tưởng tượng đến gì không? Diệp sẽ tưởng tượng đến, mỗi một sớm thức dậy thì Diệp sẽ đi giữa những con đường đầy hoa và đầy bóng cây như thế trong nhà, với sương rơi ở trên những cái thảm hoa như thế. May sau Diệp có con Diệp cũng sẽ sống ở đây. Cả gia đình Diệp sẽ đi làm gì? Cả gia đình Diệp sẽ đi dạo trên cầu trên không. Hai bên này Diệp và chủ đầu tư sẽ cho trồng gì? Trồng toàn cây xoài, cây cam và trồng rất nhiều nhau. Khi đi dạo trên cầu trên không thế này, cả gia đình Diệp có thể thò tay để chạm vào trái chín, xoài chín, nho chín. Sóc có thể nhảy tung tăng trên này để chơi với con của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy chim nhảy lợn ríu rít. Tức chúng ta chạm tay vào một cái này, chúng ta chạm vào gì? Chúng ta chạm tay vào một cái này, chúng ta chạm tay vào một rừng trái chín. Chúng ta chạm vào là chúng ta chạm vào giữa một không gian công viên mênh mông. Con chúng ta sẽ chơi cái gì? Chơi với sóc, chơi với chim lính nho trên này. Các anh chị có tưởng tượng là có một khu cầu đi bộ nào nối giữa các trung tâm thương mại mà có chim nhẹ níu ríu ở trên đấy không? Có sóc ở đó không? Bên trên là đầy chùm nho chín chín xuống không? Hai bên là xoài và cam chín vàng ươm ở bên đó. Các anh chị có tưởng tượng là có một không gian nào mà buổi sáng chúng ta cà phê bên thềm nhà thôi nhé. Diệp nói thí dụ đây là tòa nhà chúng ta, kia là thềm nhà của chúng ta. Chúng ta ngồi cà phê trên thềm nhà thôi. Hoa rơi xuống hồ. Bên dưới là gì? Bên dưới đó là chim, bên trên thì chim kêu rú rít. Bên dưới là hồ nước sóng cuốn cao dạt vào sạt đó. Xung quanh là chúng ta gì? Là những rừng nâng căn mà khách nó lại tầng nữa. Có bao giờ các anh chị tưởng tượng là vào giữa mùa hè nắng nóng 40 độ 50 độ của Hà Nội, chúng ta về nhà của chúng ta, bao nhiêu nắng nóng dừng lại ở ngoài kia, chúng ta bước vào đây là gì? Chúng ta chỉ có những giọt nắng, nắng nó rớt xuống dưới thềm thế này. Chúng ta đi dạo quanh những hồ nước trong veo và góc tắt như thế này, đi dạo quanh hồ nước trong veo và góc tắt như thế này. Con chúng ta là xuống đây mà vầy nước này. Sáng ra vợ chúng ta là ngồi đây để chúng ta thiền này. Xung quanh là gì? Cá con nó bơi tung tăng xung quanh. Một không gian này đúng nghĩa là một không gian nghỉ dưỡng giữa Bali, chứ không phải một không gian như thế nào chứ. Từ trước giờ chúng ta tình nghĩ đến suối, chúng ta nghĩ đến suối, chúng ta nghĩ đến rừng, chúng ta nghĩ đến suối, chúng ta nghĩ đến rừng. Là chúng ta nghĩ phải đâu? Chúng ta phải lên núi, chúng ta phải vòng bạn, chúng ta mới thấy núi, thấy rừng được. Nhưng ở trong núi, trong rừng đó cũng không có hoa nở, hoa nở rực rỡ như vậy. Thế nên ngay giữa lòng Eco Park, ngay giữa phố thị, ngay giữa một tuyến phố đi bộ đẹp đến chết, chúng ta có một khu rừng ở đây, chúng ta có những dòng suối ở đây, chúng ta có những các ven đá ở đây để chúng ta đi dạo. Đó. Từ trước giờ các anh chị tưởng tượng là chúng ta hái trái chín, chúng ta phải bóc thang lên chúng ta hái. Không, bây giờ chúng ta đi dạo ở trên bồ, chạm tay vào trái chín, Các anh chị tưởng tượng chúng ta chơi với chim, chơi với sóc các thứ. Chúng ta phải vào rừng mới chơi. Không, bây giờ nó nhẹ ríu rít trên cầu. Có một không gian nào tuyệt vời hơn không gian của chúng ta? Có một không gian nào thiên nhiên và nghỉ dưỡng? Đó là nguyên nhân vì sao trong hai tuần đầu chúng tôi kể là chạm hay vấn bạc, chạm tới thiên nhiên. Thì nhiều bạn đây trong hai tuần đầu chúng ta sẽ thắc mắc một câu, đó là chạm hay vấn bạc, chạm tới thiên nhiên là gì? Nghĩa là chúng ta mới thuộc câu đó nhưng chúng ta chưa hình dung. Và chúng tôi kể cứ để các bạn tò mò, cứ để các bạn thắc mắc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chốt với nhau một câu ở đây. Nhìn những hình ảnh như vậy, nhìn những không gian thế này, tất cả các bạn đã cảm tưởng là các bạn đã chạm tới thiên nhiên. Hơn cả chạm tới thiên nhiên, chúng ta còn ôm cả thiên nhiên vào đúng không? Và ngoài những các hình ảnh như thế này, các anh chị còn thấy sao? Suối nhiệt đới. Nhìn lung linh không? Hai hình ảnh vừa rồi thì sáng nay sẽ đã gửi ra cho các anh chị. Suối nhiệt đới.
Diệp đang ngồi thiền mình nhìn thấy cá coi nó nhảy tung tăng bên dưới đúng không? Hồ thiền. Tầng 5 muối lắm. Diệp kêu không cần sử nhiều cựu cho khách hàng 4 tấm hình này thôi, đảm bảo khách hàng thất nhất đó. Ở Hà Nội các bạn thấy dự án nào mà có phối cảnh đẹp như vậy không? Nhưng vì sao Diệp vẫn nói là phối cảnh này rất đẹp? Phối cảnh này rất đẹp, nhưng Diệp vẫn ước gì những phối cảnh này đẹp được bằng một nửa của Heaven Park khi hình thành. Tại vì sao? Tại vì thực ra mình là làm 3D mà. Làm 3D Diệp không thể nào Diệp bắt được các giọt nắng và các tia nắng giống như Heaven Park nó có. Diệp không thể nào Diệp diễn tả các giọt sương vào buổi sáng như vậy. Diệp không thể nào Diệp diễn tả được hình ảnh quy đàn sóc nó chạy ở trên cây cầu như vậy. Nó rất xinh. Nên là hình ảnh này mới là 50% sau. Khi đi bảo thiên nhiên nó ngập tràn thì các bạn thấy được nó đẹp lắm, nó kinh khủng khiếp. Rồi, ngoài các cái tiện ích này ra chúng ta còn có gì? Đó là chúng ta sẽ có, đó là công viên rộng 3 hectare. Chúng ta có ở đây là công viên rộng 3 hectare. Chúng ta có ở đây là gì? Chúng ta có một dòng suối nhiệt đới hơn 100 mét. Chúng ta có một dòng suối nhiệt đới hơn 100 mét nha anh chị. Các anh chị tưởng tượng hơn 100 mét là nó dài lắm ạ. Quanh dòng suối này thì chúng ta có gì? Chúng ta có 4 vườn hoa và công viên bên suối. Chúng ta có 6 vườn thiền bên suối. Chúng ta có 3 cái thác ở trên dòng suối này. Chúng ta có 3 cái thác ở trên dòng suối này. Chúng ta có gì ạ? Chúng ta có suối nhiệt đới. Mỗi khúc suối nhiệt đới sẽ được thiết kế theo một cảnh quan khác nhau. Chúng ta có gì ạ? Chúng ta có 6 cái vườn thiền như vậy. 6 cái vườn thiền như này ở bên dưới công viên và một cái vườn thiền như này ở bên trên cao. Vườn thiền như này ở trên cao. Có dự án nào mà có 2 tòa tháp mà được tận hưởng gần đó thì đấy không ạ? Tiếp theo chúng ta có gì? Chúng ta có shopping giữa công viên. Giống như hồi nãy Diệp có nói với tất cả các anh chị từ trước đến giờ, chúng ta shopping là shopping ở đâu? Shopping trong trung tâm thương mại. Shopping giữa những con phố nóng nực và khô khốc. Các anh chị đã bao giờ chúng ta tưởng tượng chúng ta đi shopping giữa những hồ nước, giữa những công viên, giữa những rừng hoa, giữa nơi hương hoa, chim kêu ríu rít như vậy chứ? Chưa, lần đầu tiên chúng ta xuất hiện tiện ích này. Chúng ta có tiếp gì ạ? Chúng ta có hồ bơi ngọc bích được thiết kế theo phong cách resort trên tầng 3 và được xử lý theo công nghệ nước mặn, công nghệ điện phân nước mặn. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Chúng ta có phòng gym năm giác quan. Diệp đố tất cả các bạn tìm được ở Hà Nội có một phòng gym đẹp như thế này. Các bạn tưởng tượng có dự án nào một phòng gym như thế này không? Nó lớn như thế này, nó đẹp như thế này. Và khi chúng ta tập gym thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy ngoài này hoa nở này, thấy cây rì rào này và đặc biệt là thấy sóng nước nó vỗ vào phòng gym. Lần đầu tiên ở Heaven Park mới có tiện ích như vậy. Diệp kêu kể cả các dự án hạng sang nhất của Hà Nội cũng không có được một phòng gym như thế. Rồi chúng ta sẽ có gì ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ có, đó là phòng họp mở giữa thiên nhiên. Đến phòng họp mở, đến business lounge cũng mở và hòa quyện giữa công viên. Nhà hàng trong công viên, 18 nhà hàng trong công viên. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Chúng ta có Smile Garden. Khu vui chơi trẻ em cũng nằm giữa một rừng cây và đầy những vườn hoa như vậy. Chúng ta có gì ạ? Vườn thư giãn ven hồ. Chúng ta có một vườn bóng ở ven hồ Bình Đạo. Một vườn bóng ven hồ Bình Đạo. Chiều chúng ta căng thẳng quá, chúng ta ra đây chúng ta nằm đu đưa. Chúng ta nằm đu đưa, chúng ta nghe chim hót, chúng ta ngắm hoa nở và nhìn trăng lên bên bờ Bình Đạo. Bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến. Chúng ta có gì ạ? Chúng ta có tiếp theo là nhà hàng thượng Nguyễn Chí Thanh. Chúng ta có tiếp theo là cầu kính năm giác quan. Những cây cầu kính này là những cây cầu kính mà xin kể các bạn nghe về câu chuyện đi dạo trên cầu kính, chạm vào những vườn cây trái chữ chữ, chạm vào những chùm nho và chim mu sóc trẻ nhẹ trên hành tự do. Chủ đầu tư của bác sẽ nuôi chim ở đây rất nhiều, sẽ nuôi sóc ở đây rất nhiều như bên khu văn phòng chính của Eco Park. Rồi chúng ta có gì ạ? Chúng ta có những đường dạo bộ ven hồ. Chúng ta có một vườn cỏ nhung 4.000 m² và vườn cỏ nhung này chúng tôi gọi là những vườn vọng nguyệt. Chiều mệt mỏi ra đây, người yêu ra đây, chúng ta nằm dài trên bãi cỏ này, chúng ta uống một ly cà phê, chúng ta nghe sóng vỗ và ngắm chim. Tất cả đều là cảm giác rất chill và đó là những cảm giác của một kỳ nghỉ dưỡng. Đó là cảm giác tất cả những tiện ích này đều được thiết kế để khách hàng trải nghiệm được một kỳ nghỉ dưỡng. Và nó không phải một kỳ nghỉ dưỡng trong những resort bình thường, mà nó là kỳ nghỉ dưỡng ngay giữa Bali. Vì vậy Diệp mới nói đó là trải nghiệm của chúng ta là một Bali thu nhỏ giữa lòng Eco Park, 365 ngày trải nghiệm giữa Bali. 365 ngày trải nghiệm giữa Bali. Đó. Và hơn 100 tiện ích của thiên đường nghỉ dưỡng lớn nhất miền Bắc. Trong thiên đường nghỉ dưỡng lớn nhất miền Bắc. Và chúng ta có những tiện ích gì ạ? Đầu tiên là công viên 3 hectare. Đầu tiên là công viên 3 hectare bao trọn dưới chân 2 tòa tháp, để chúng ta chỉ cần bước ra khỏi cửa, bước vào công viên. Thứ hai của chúng ta sẽ có suối nhiệt đới dài 120 m. Suối nhiệt đới dài 120 m. Ven suối nhiệt đới đó sẽ có một cây cầu nhiệt đới đi dạo bộ 120 m. Chúng ta có gì ạ? Chúng ta có 4 vườn hoa và công viên nhiệt đới ven suối. 4 vườn hoa và công viên nhiệt đới ven suối. Chúng ta có hồ Bình Đạo rộng mênh mông.
Chúng ta có hồ bơi Ngọc Bích rộng gần 400 mét vuông. Hồ bơi Ngọc Bích của chúng ta rộng gần 400 mét vuông nhé. Chúng ta có hồ bơi trẻ em. Chúng ta có 6 vườn thiền, trong đó có 5 vườn thiền ở dưới và 1 vườn thiền trên cao. Chúng ta có vườn BBQ, chúng ta có vườn BBQ bên hồ. Chúng ta có 8 vườn nhiệt đới, chúng ta có 4 nhà hàng và cà phê trên cao. Chúng ta có chill garden, tức là khu chill bar thưởng thức cocktail nhẹ nhàng trong những khu vườn ánh sáng ấy. Chúng ta có gì nữa? Chúng ta có vườn trẻ thơ, chúng ta có quảng trường thư giãn ven hồ, chúng ta có cà phê vườn ven hồ. Chúng ta có 5 khu vườn BBQ ven hồ. Chúng ta có 60 mét khu vườn, đó là 60 mét khu vườn thể thao chạy dọc ven hồ luôn. Chúng ta có vườn thiền thủy cực, 4 đồi hoa dần tầng, đồi hoa và dần tầng nhé các anh chị nhé. Chúng ta có 3 hồ bầy nước mùa hè. Mùa hè chúng ta có 3 hồ bầy nước mùa hè. Chúng ta có quảng trường trung tâm. Chúng ta có phòng chim 5 giác quan đầu tiên của Hà Nội. Chúng ta có phòng họp mở giữa công viên. Sảnh của chúng ta được thiết kế theo kiểu sảnh thông tầng resort, đưa công viên vào trong. Chúng ta có hàng loạt các nhà hàng trong công viên và một chuỗi shopping ẩm thực mua sắm trong công viên. Tức với góc tiếp cận ngày hôm nay, các anh chị chào khách hàng, các anh chị sẽ chào như thế nào? Đầu tiên, hey và bắt là gì?